quay trở lại với chương trình A Đúng Rồi được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình được hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Đông Tây Promotion, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai khách mời cực kỳ thân yêu của chúng tôi, ca sĩ Lê Minh và ca sĩ Anh Tuấn, hai thành viên của nhóm MTV. Vòng 1, thử thách khó đoán, luật chơi và cách tính điểm. Bộ thẻ vòng 1 có 8 tấm, tương ứng với 4 thẻ thử thách, 2 thẻ câu hỏi và 2 thẻ chức năng. MC sẽ xác thẻ lên và vòng chơi sẽ bắt đầu. Người chơi sẽ lần lượt thực hiện những thử thách hoặc câu trả lời ngẫu nhiên, ứng với tấm thẻ mình chọn. Người chơi hoàn thành lượt của mình được 1 điểm, không hoàn thành không có điểm. Thẻ chức năng, thẻ không làm không xong. Chọn tấm thẻ này, người chơi phải hoàn thành thử thách mà không được điểm, không hoàn thành thì sẽ bị trừ điểm. Thẻ ngồi chơi xơi nước, yêu cầu trên tấm thẻ sẽ được đẩy qua cho đối phương thực hiện. Nếu hoàn thành, cả hai đều có điểm. Không hoàn thành, chỉ có người chọn thẻ được điểm và đối phương không có điểm nào. Lưu ý, mỗi người chơi có một quyền chơi lớn trong vòng 1. Cuối vòng 1, người chơi có số điểm cao hơn sẽ được tặng một trong hai phao cứu sinh để thực hiện thử thách ở vòng 2. Đó là phao thích hoặc phao có hoặc không. À đúng rồi, thành bại tại bàn chọn. Đây là bộ thẻ câu hỏi, gồm những câu hỏi khá lắc léo. Bây giờ anh Minh và anh Tuấn, mỗi người sẽ chọn một tấm trong đây. Chỉ được chọn thôi đúng không? Chọn thôi. Rồi, rồi. Okay. Tiếp theo, mà anh rồi, Tuấn. Anh chưa lấy lá đâu. Đây là những tấm thẻ thử thách, mỗi người sẽ phải chọn hai tấm. Một, hai. Tới anh. Và quan trọng hơn, trong bộ thẻ này có hai tấm thẻ rất quan trọng, vàng và màu đỏ. Thẻ màu vàng là thẻ ngồi chơi xơi nước. Tiếp theo là một tấm thẻ rất bất công, đó là thẻ màu đỏ. Đây là thẻ không làm không công. Và điều đặc biệt ở trong vòng này, mỗi người chơi sẽ có một quyền chơi lớn. À, rồi. Và ngay bây giờ ai sẽ là người rút trước? Mà anh rút đi, gà rút trước đi. Kính lão đất thọ. Gà rút trước đi. Kính lão đất thọ. Lão đất thọ. Ngại ngùng gì, rút đi. Đây. Rồi, đây. Thẻ đầu tiên. Đây là một thẻ thử thách. Đây là một thẻ thử thách. Và nhiệm vụ của anh Minh là phải vượt qua thử thách có tên đuổi bắt cùng bóng. Và chúng ta có 30 giây là thời gian mà anh sẽ đạp hết số lượng bóng này để chiến thắng và giành được một điểm. 30 giây bắt đầu. Bắt đầu rất nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh nhẹn. Anh Minh ơi, mình cố hết. Thời gian vẫn đang trôi. Đạp bóng. Một. Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Sáng tạo quá. Anh cao. Anh từ sáng tạo quá. Xin mời hai anh về chỗ. Vâng, như vậy ở thử thách này thì anh Lê Minh đã không vượt qua được thử thách và không mang về điểm số nào hết. Còn anh thì quá xuất sắc, nhưng mà anh không có điểm vì đây không phải là lượt của anh. Chúng ta sẽ cùng đến với tấm thẻ thứ hai để xem thử thách hay câu hỏi gì dành cho anh Tuấn đây. Em mời anh. Bàn tay may mắn nha anh ơi. Một câu hỏi dành cho anh. Anh có 30 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. Tôi là một thứ lúc lên lúc xuống, không chạm được cũng không thấy được. Hỏi tôi là gì? Lúc lên lúc xuống, lúc không lên, chạm lúc được, xuống, không thấy không được. Ai chạm được thì cũng không ai thấy được. 30 giây bắt đầu. Anh nghĩ đó là cảm xúc. 4 3 2 Bỏ tài. Bỏ tài. Và đáp án cuối cùng của anh Tuấn là cảm xúc. Cảm xúc. Thật ra đáp án của tụi em là âm thanh. À, có nghĩa là âm thanh lúc lên lúc xuống nhưng mà không thấy được và cũng không chạm được, mình chỉ nghe thôi. Còn cảm xúc thì nó cũng đúng được cỡ lúc lên lúc xuống 70%. Cảm xúc đúng rồi, cảm xúc là lúc lên lúc xuống. À, không chạm, chạm được. Mình không chạm được, mình chỉ cảm nhận nhưng mình vẫn thấy được. Anh Minh, chúng ta còn lại 6 tấm thẻ, trong đó có một tấm thẻ xui lắm và một tấm thẻ hên lắm. Đây. Đây. Đen, 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 đen. Đây là một câu hỏi nữa hả? Câu hỏi như sau: tôi có cả một hàm răng nhưng không có một cái miệng nào cả. Hỏi tôi là ai? Răng, răng cưa, răng cưa. Cái lược. Cái lược. Kết thúc. Cái lược là đáp án cuối cùng của anh Lê Minh. Đáp án của em là cây bồ cào. Cũng có răng nè, cây bồ cào. Cũng có răng nhưng mà không có miệng nè. Rồi cây cưa hồi nãy anh nói cũng đúng. Ở cây lược nữa nè.
Vâng, như vậy là đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác và mang về điểm số đầu tiên trên Lê Minh. Như vậy là chúng ta tiếp tục đến với tấm thẻ tiếp theo. Một cái đầu tiên, đây là một thử thách có tên là ai nhanh hơn. Hai món đồ đầu tiên đã được để ở trung tâm bàn. Bây giờ hai anh chỉ việc chồm lên và chọn đãi một món cho mình thôi. À, chồm lên. Rồi, ở giữa bàn nha, giữa bàn. Còn xa lắm, mình còn nửa ngày đường. Ô, anh Tuấn đã lấy hai món rồi. Ok, món tiếp theo trên bàn. Ôi, 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 ôi. Chúng ta đến với phần còn lại. Món đồ còn lại trong thử thách này. Xin mời. Hai anh chọn à, anh Tuấn đã chọn xong. Anh Minh muộn rồi nhưng cũng đã chọn xong. Chúng ta sẽ đến với đồ của anh Minh trước. À. Đúng rồi. Để xem anh Minh được bao nhiêu đây. Nửa ký hả? Nửa ký mà thiếu một miếng ha. Nửa ký ở chợ nhỏ. Giác miếng của miếng chiêu à. Trời ơi, đợi em vừa vô là thấy hơn nửa đường rồi nè. Con này học. Thật ra theo quan sát của Phi, của em thì anh Tuấn đang nặng hơn một chút xíu. Như vậy phần thắng của thử thách này đang tạm thời thuộc về anh Tuấn. Và lượt lựa chọn này sẽ dành cho anh Minh. Đấy, tài. Đây, đây. Trời ơi. Ok, đây là một thử thách có tên là làm rơi cốc bằng bong bóng. Hy vọng là anh sẽ hoàn thành được tất cả những cái cốc này, đổ ngã được hết mấy cốc này trong khoảng thời gian 30 giây. 30 giây dành cho ca sĩ Lê Minh. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ba ly nữa thôi. Hoàn thành. Chúc mừng. Vâng, như vậy chúng ta còn 3 tấm thẻ và lượt lựa chọn đang nằm ở anh Tuấn. Tấm đầu tiên luôn. Tấm đầu tiên luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách bình thường có tên là ném bóng vào rổ. Và thưa các bạn, chúng ta đang đến với thử thách ném bóng. Và trong vòng 30 giây, anh Tuấn sẽ phải ném ít nhất 3 quả bóng vào rổ này. Và điều quan trọng hơn là một trái bóng phải tiếp xúc với mặt bàn ít nhất một lần. Ok, anh à, và thời gian dành cho anh 30 giây bắt đầu. Quá dữ. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Để luôn nè. Hết giờ. Vào giây thứ 6 thì anh ấy đã hoàn thành và mang về điểm số rồi. Còn những giây nó trôi đi rất là hưởng. Đây tôi cần 3 trái và 1 rổ như vậy nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai tấm thẻ này mới quan trọng đây. Phần thắng hiện giờ chưa nghiêng về bên nào hết. Tỷ số chỉ mới là 2 đều. Tỷ số chỉ mới là 2 đều. Hiện giờ sự lựa chọn đang nằm ở anh. Đây, ok. Với các bạn, tấm thẻ ngồi chơi xơi nước đã xuất hiện. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với thử thách chú voi con. Em mới ổn mà, đi đây. Có gì đâu mà ngại. Anh Minh đừng có cười bạn mình như vậy. Bạn mình đang thực hiện thử thách để mang về điểm số cho cả hai. Nhìn anh ngầu. Nhìn anh rất là ngầu. Ngầu cuồng luôn á. Mãi định. Ok, 30 giây dành cho thử thách chú voi con. Bắt đầu. Yeah. Oh, yeah. Chú voi ơi. Quất, đúng rồi. Chú voi ơi. Yeah. Chú voi này thì không có voi nào. Một tí xuất sắc. Xuất sắc. Yeah, 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 yeah. Cho nó được vô rồi. quỹ đạo của trái banh, chúng mời con à, quỹ đạo của trái banh. Ôi, trái này bự quá. Bự quá. Yeah. À. Quá dữ. Rất sát sao thưa các bạn.
Xíu nữa thôi là lố giờ nhưng vẫn hoàn thành. Và điểm số thuộc về cả hai khách mời. Chúng ta đang có điểm số như sau. Cả hai khách mời hòa nhau với tỷ số 3 đều. Và chúng ta còn lại tấm thẻ cuối cùng. Trong khung cảnh hoang tàn của thử thách vừa rồi, chúng tôi bóc lên tấm thẻ xui nhất trong chương trình. Đó là thẻ không làm không xong. Và thẻ này có tên là hát trong hoàn cảnh khó khăn. Thời gian trình diễn của ca sĩ bắt đầu. Em ơi phương trời xa mình luôn có nhau say bao ân tình. Cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui, vơi bao mộng hương thơm bao giấc mơ. Người ơi anh mong chờ rằng xin cho để ta bên nhau muôn đời. Dù là năm sau hay bao nhiêu lâu tình càng đậm sâu. Cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui, vơi bao mộng hương bao giấc mơ. Người ơi anh mong thời gian ngừng trôi để ta bên nhau muôn đời. À, cuối nè. Đây là anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc tấm thẻ này và đã mang về cho mình điểm số là 0. Như vậy tỷ số chúng ta hiện giờ vẫn là 3 đều. Và đó sẽ là điểm số bắt đầu vòng thi tiếp theo. Vòng 2, điểm nào tùy bạn, luật chơi và cách tính điểm. Bộ thẻ vòng 2 có 6 tấm thẻ tương ứng với 3 thẻ thử thách và 3 thẻ câu hỏi. Mỗi thẻ mang một điểm số ngẫu nhiên, trong đó có 2 thẻ 4 điểm và 4 thẻ 2 điểm. Người chơi sẽ lần lượt thực hiện thử thách hoặc trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên ứng với tấm thẻ mình chọn. Nếu hoàn thành lượt của mình, được điểm. Nếu không hoàn thành, không có điểm. Lưu ý, nếu người chơi từ chối không thực hiện thử thách hoặc trả lời câu hỏi, người chơi sẽ bị trừ 1 điểm trên tấm thẻ mình chọn. Khi gặp những thử thách hoặc câu hỏi quá khó, người chơi sẽ được quyền sử dụng phao cứu sinh mà mình đang sở hữu. À đúng rồi, thanh bài tại bạn chọn. Vâng thưa các bạn, chúng ta đang có mặt tại vòng 2 của A Đúng Rồi. Và trong vòng này chúng ta sẽ vẫn có những tấm thẻ thử thách như sau. Chúng ta sẽ có 6 thẻ điểm số bằng nhau. Ai sẽ là người chọn trước đây ạ? Dạ, chọn trước đi. Chọn luôn đi ạ. Đây, tấm thẻ gì đây? Câu hỏi hay thử thách đây? Đây là câu hỏi 4 điểm. Câu hỏi như sau. Facebook ra mắt năm nào? 2002. 2002. Cần đáp án cuối cùng, thời gian vẫn đang trôi hả? 10. 2009. 2006. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2004. 2. 1. Hết giờ và chúng tôi cần đáp án để chốt ạ. 08. 2008. Và đó là đáp án cuối cùng. Và thật vô tình. Đáp án đó đã không đúng ạ. Thật ra đáp án đúng của chúng tôi là 2004. Không có điểm nha anh. Hey, người ta có 2 câu 4 điểm mà bóc xong rồi trả lời sai. Tội anh tôi dữ trời. Mời anh. Lá đầu tiên luôn. Lá đầu tiên luôn. Một câu hỏi 2 điểm hết sức bình thường. Lấy một ly nước đầy. Hỏi làm sao lấy nước ở dưới đáy ly ra ngoài mà không chạm vào ly? Lấy cái ống hút bỏ vô hút. Đó là đáp án của anh. Còn gì nữa? Lấy điểm rồi nào. Chính xác. Như vậy là hiện giờ điểm số đang có sự thay đổi. Anh Lê Minh vẫn 3 điểm và anh Tuấn thì đang 5 điểm. À, rồi chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn tiếp theo. Vẫn còn một thẻ 4 điểm để vượt lên anh à. Vẫn còn một thẻ 4 điểm để vượt lên anh à. Lấy hết 4 điểm luôn. Thật sự luôn hả? Đây là một thử thách. Bạn làm được không? Thời gian sẽ được tính sau khi Phi kết thúc câu mà đọc cho anh Minh nha. Anh ok chưa? Ok. Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt coi chừng có nếp nhăn. Cậu ý nghĩa ghê chưa? Cậu ý nghĩa ghê chưa? Thời gian bắt đầu. Ghê quá vậy.
Ok, câu chính xác đó chính là mỉm cười thì có bạn nhăn mặt coi chừng có nếp nhăn. Hoàn thành 4 điểm. Ngay bây giờ hãy cùng đến với tập thể tiếp theo. Xin mời anh. Anh bấm tấm bóc tấm đầu tiên. Tấm đầu tiên, lúc nào anh tưởng cũng là tấm đầu tiên. Thử thách này có tên giọt nước làm tràn ly. Đây chỉ là hên xui thôi. Chèn luôn, lên luôn, lên luôn. Ủa, cái này còn nhấm nhượng quá. Chưa, cái này chưa đâu, em đã từng thấy con, cái nước nó tràn ra khỏi cái ly luôn rồi, nó tròn lên luôn á. Như vậy là phần thắng của thử thách này đã thuộc về anh Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo. Mời anh. Tất cả đều 2 điểm. Thử thách đôi thưa các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách có tên là danh chuông. Và để xem ai sẽ giành được 2 điểm trong tấm thẻ này. Bạn của chúng tôi có 2 chiếc chuông để trong 2 cái ly. Một chuông kêu và một chuông không kêu. Và chúng ta sẽ xem tỷ lệ may mắn nào của hai anh sẽ cao hơn nhau đây. Ok. 3 2 1 bắt đầu. Ai đây? Ly nào đây? Ly nào đây? Ok. À, rồi. Ai sẽ là người giành được 2 điểm? Ok. Như vậy là ở thử thách này thì anh Minh đã lấy thêm được 2 điểm nữa. Và điểm số hiện giờ đang là 7 và 9. Chúng ta còn lại tấm thẻ cuối cùng. Đây là một câu hỏi. Nếu như anh Tuấn trả lời được sẽ cân bằng điểm số. Còn nếu không thì chúng ta sẽ khép lại vòng 2 với điểm số tạm thời nghiêng về anh Lê Minh. Khi nào số 2 sẽ trở thành số 10? 4 2 trở thành số 10. 3 2 1 hết giờ. Đáp án chính xác là khi coi đồng hồ. Khi chúng ta coi đồng hồ thì số 2 sẽ trở thành số 10. Ví dụ như là 8 giờ 10 là kim dài nó sẽ chỉ tới số 2. Nhìn là số 2 nhưng mọi người sẽ đọc là số 10. Như vậy chúng ta đã khép lại vòng 2 và điểm số hiện giờ đang tạm thời như sau. Anh Lê Minh đang có 9 điểm và anh Tuấn đang có 7 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3. Và yên tâm, vòng 3 là vòng điểm số có thể nhân lên rất nhiều. Vâng thưa các bạn, ở vòng này chúng tôi có 5 cái tên. Anh Phan Đình Tùng, chị Phương Thanh, anh Lam Trường, Thiên Vương và Hùng Vũ. Một lần em sẽ xáo trộn lại, mấy anh sẽ phải chọn một cái tên. Và mấy anh phải dự đoán như thế nào 5 câu mà đối phương sẽ trả lời trong cuộc điện thoại kéo dài 1 phút. Xin mời. Anh cũng chọn lá đầu tiên. Đây. Và chúng ta sẽ có cuộc điện thoại. Ca sĩ Phương Thanh. Hùng Vũ. Ok. Anh nghĩ là anh Hùng Vũ sẽ nói 5 câu gì trong cuộc điện thoại kéo dài 1 phút. Nghe nè. Ở xa thành phố. Xa thành phố. Khỏe. Khỏe. Thứ tư là chưa. Thứ năm là có. Có. Em sẽ đến với 5 câu của anh Minh. Chanh nghe. Alo chanh nghe. Đúng rồi. Anh Minh. Anh Minh. Tháng 3. Tháng 3. Ok được nha. Ok được nha. Alo. Alo. Xin chào. Ai đầu dây vậy? Nghe không? Nghe không? Tết giờ tình hình sao rồi vậy? Ngày nào cũng ăn uống đầy đủ. Tập yoga cho nên sức khỏe vẫn tốt. Rồi giờ này là ăn ăn chưa? Ăn chiều chưa? Chuẩn bị ăn chưa mà gọi điện thế này. Bị gọi điện thế này. Tại vì đang đi Hà Giang mà. Vậy là đang không có ở trong thành phố phải không? Đang
đang trên xe đi Hà Giang, chuẩn bị về Hà Nội lại. Vậy là xa. Ở rất xa thành phố. Rồi cho nên tháng 4 là cũng có cái chuyến đi Nepal bàn nè. Ủa tháng 4 có rồi hả? Tháng 4 đi rồi. Tháng 4 đi rồi. Em đi với. Tháng 4 sắp xếp được thì mình sẽ đi chung. Ok. Em đi với, cho em đi với. Tại chợ cho em đi với. Vậy nha. Bye. Công tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. Thank you. Alo. Canh hả? Bánh. Dạ, em đang quay cái game game show. Nghe nói Chanh mới vừa ra MV bài Xuân Hạ Thu Đông phải không? Mới ra đúng không? Mới ra audio chứ chưa có ra MV. Ok, thôi chúc mừng Chanh nha. Bài hay quá trời luôn à. Chuẩn bị xuống Tết cái bài đi Đà Lạt luôn. Rồi, khi nào Chanh đi Mỹ? Khi nào Chanh đi Mỹ? Bà. Vậy mình hẹn cà phê được không? Rồi. Ok, cảm ơn chị. Bye chị. Dạ. Như vậy là sau cuộc điện thoại thì chúng ta có điểm số như sau. Anh Tuấn trả lời đúng 3 câu nhưng cho 7 điểm là nó đang có 21 điểm. Còn anh Minh thì trả lời được cũng 3 câu nhưng mà điểm tổng của mình đang cao hơn à. Cho nên điểm số của anh đang là 27 điểm. Không biết là cảm giác của anh giờ như thế nào ạ? Anh thấy rất là thú vị. Bởi vì những cái, có ví dụ như cuộc điện thoại này nè, mình nghĩ là có những cái điều nó sẽ đi vô cái câu đó, nhưng mà cuối cùng thì nó làm sao nó cứ chợt ra. Mà cái nội dung cũng như vậy mà không chịu nói vô cái câu đó. Như vậy là phần thắng nó thuộc về anh Lê Minh với 10 triệu đồng, anh Tuấn với 5 triệu đồng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi À Đúng Rồi của chúng tôi. Và đừng bao giờ quên giờ phát sóng của chương trình nha. 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình được thực hiện bởi đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp cùng công ty Đông Tây Promotion. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.